Ứng xử cao tay của Nhã Phương khiến nhiều người nín lặng và nể phục. Sau tất cả những ồn ào, kể lể và nước mắt, sự xuất hiện choáng ngợp của Nhã Phương đã trả lời hộ cô quá nhiều điều. Nhã Phương mạnh mẽ hơn người ta tưởng. Nhã Phương là một trong những nhân vật chính trong scandal tình ái của Trường Giang, mà không phải gọi cô là nạn nhân duy nhất trong cú địa chấn mới thực sự là chính xác. Trong câu chuyện này, Nhã Phương được phân một vai khá thê thảm, một nhân vật chính hoàn toàn thụ động, bị dối lừa hết lần này đến lần khác và phải tận mắt chứng kiến những mối tình sau lưng mình phát lại trên mọi phương tiện truyền thông. Đau đớn hơn, người đàn ông vừa bị bóc trần là lừa dối cô nhiều lần kia cũng chính là người vừa đeo vào tay cô nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ. Dư luận đã xót thương, đã lo lắng và tìm đủ mọi cách an ủi bên vực cô gái đó. Cũng phải thôi, bởi đứng trước những cú sốc khủng khiếp ấy, liệu cô diễn viên mong manh kia có thể không gục ngã? Như sau tất cả, câu trả lời mà Nhã Phương đưa ra đã khiến rất nhiều người phải nín lặng, kể cả nể phục và mặc cảm. Câu trả lời trong kiêu hãnh của Nhã Phương. Ngay khi Nhã Phương xuất hiện, không nhiều người kỳ vọng vào một câu trả lời được chính miệng cô chia sẻ. Bởi suốt một thời gian dài, Nhã Phương đã im lặng và né tránh mọi câu hỏi có liên quan tới sự cố lần này. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trở lại showbiz, sự lộng lẫy và vẻ rạng rỡ kiêu kỳ của cô đã đưa tới cho khán giả một câu trả lời không thể tuyệt vời hơn. Lặng im không có nghĩa là né tránh sự sợ sệt. Ít nhất là Nhã Phương, sự im lặng của cô kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ, thần sắc tự tin chỉ nói lên một điều, những điều khủng khiếp kia không thể nào ảnh hưởng tới cô được nữa. Câu trả lời đó Nhã Phương không chỉ dành cho những ai yêu mến cô, mà còn cả những người đang dõi theo mình một cách hả hê và không hề thiện cảm. Cách Nhã Phương bình thản, thậm chí là cười tươi rói xuất hiện trong một sự kiện của showbiz cũng nói hộ cô một điều quan trọng, những ồn ào vừa qua không hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Cô không hề làm bất kỳ điều gì sai và cũng không hề bị điều tệ hại nào làm ảnh hưởng. Cô vẫn là Nhã Phương, xinh đẹp, quyến rũ và đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ. Và cuối cùng, nụ cười nhẹ nhàng và thần thái như một bà hoàng của Nhã Phương đã gửi gắm giúp cô một thứ thông điệp. Tôi vẫn đang hạnh phúc, ít nhất là trên gương mặt của Nhã Phương cũng đang nói lên điều đó. Và với một người của công chúng, vậy cũng đã là quá đủ. Người ta chỉ cần biết rằng đối với Nhã Phương, mọi thứ không tác động nhiều tới cô như cách đám đông tưởng tượng, rằng cô không hề bị những ồn ào tình ái đánh gục, thậm chí cả một chút buồn cũng không thể len lỏi vào sự kiêu hãnh của cô. Nhã Phương quá cao tay và bản lĩnh, sẽ là vội vã nếu như cho rằng những gì Nhã Phương biểu hiện bên ngoài phản ánh đúng tâm hồn và suy nghĩ của cô. Là một người phụ nữ, chẳng ai có thể không bị tổn thương, đau đớn sau tất cả những điều kinh khủng ấy. Nhưng với Nhã Phương, bản lĩnh và sự thông minh của một ngôi sao không cho phép cô bộc lộ những điều tệ hại ra ngoài. Nhã Phương đã chọn cho mình một câu trả lời quá cao tay, xuất hiện giữa tâm bão thay vì né tránh, dùng chính sự lộng lẫy và rạng ngời của mình để đáp trả lại những đòn tấn công xấu xí. Nhã Phương đã chiến thắng một cách không thể đẹp mắt hơn. Chỉ cần so sánh hình ảnh nữ thần của Nhã Phương tối qua với hình ảnh thê thảm đáng thương của các nhân vật trong scandal tình ái, người ta có thể thấy được sự khác biệt lớn như thế nào. Từ Nam Em Trường Giang cho tới Quế Vân, nếu không nằm viện thì cũng đang mệt mỏi cấu gắt hoặc mất đi kiểm soát. Đặt cạnh tình trạng tồi tệ của dàn nhân vật ấy, sự điềm tĩnh và thái độ không quan tâm của Nhã Phương đang khiến cô khác biệt rất nhiều. Ít nhất thì người ta đang chứng kiến ở Nhã Phương cũng là bản lĩnh mạnh mẽ, sự thông minh và cả sự tinh tế của một ngôi sao, chứ không bao giờ là phản ánh tầm thường của một cô nàng yếu đuối. Và sau cùng, những ai yêu mến Nhã Phương có lẽ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thần tượng của họ đã bước qua khủng hoảng ái tình một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn những gì người ta hy vọng. Vẫn biết những biểu hiện bề ngoài chưa chắc đã luôn chính xác, nhưng những gì Nhã Phương thể hiện đã quá đủ để trấn an người hâm mộ. Họ có cơ sở để tin rằng những điều kinh khủng kia không ảnh hưởng quá nhiều tới suy nghĩ của Nhã Phương. Thậm chí ai đó cũng không còn nằm trong sự quan tâm của cô gái tự tin này nữa. Quan trọng hơn, sau lời đáp trả đầy kiêu hãnh vừa qua của Nhã Phương, liệu đám đông và cả những nhân vật chính trong câu chuyện còn có thể thêm ồn ào thêm về những điều gì nữa?